Hello cả nhà, hôm nay bọn mình sẽ chuẩn bị cho Cookie một tô trái cây để ăn cho nó healthy nha. Và đây trong tô trái cây này gồm có dưa hấu, táo và chuối được cho mình bằm nhỏ ra. Thousand years later. Bỏ cái tô đầy luôn hả? Quá trời luôn.